Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em. Chào mừng cô chú đến với kênh Em Sắt Đến Thắng cô chú. Em lên tiếp cái video của máy xăng cuối cùng trong ngày, nhờ anh em cũng như cô chú tham khảo ha. Hồi nãy là ba video đầu tiên là mấy cậu cháu em quay tới mã số 15. Còn có cô chú hỏi em là tiệm em ở đâu thì em cũng xin đọc lại cho cô chú ha. Em ở ấp Bình Kiên, xã Bình Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cô chú ơi. Em ở tại chợ chuột á. Đây cô chú nhìn nữa, mà cô chú nào có đi xuống thì cô chú nhìn thấy ngang nhà trọ qua nhà nghỉ Hoài Mơ, trên bờ có cái kho để dưới Đức Thắng là ngay dân em. Cô chú nào mà có đi khách hàng của em mà lên mua máy mà lỡ đường thì ghé đây là em bao phòng. Còn ở chuyện khác thì cô chú cần kiếm điểm gì thì cô chú liên hệ ngay, chứ cái vụ kia em không có, chỉ có nhiều em xài hết nhiều thì em không giới thiệu cô chú đâu. Ngu à mới giới thiệu. Rồi em lên tiếp cho cô chú mã số 16 là cái dân ma G25. G một lần là đẻ thấy mồ luôn rồi, mà này G25.000. 25 là chắc dữ lắm luôn rồi. Cái này như tử hết rồi. Cái này là cốt xéo tua chậm cô chú. Còn máy này thì em không biết mấy ngựa, cô chú nào biết mấy ngựa cô chú chỉ giùm em cô chú. Bô e thì còn mà nó mớp, bô lửa còn mà nó còn cái trà ở dưới không cô chú ơi. Bây giờ con giật hơi cho cô chú mình tham khảo đi nhìn. Đó. Hơi là bao hơi cô chú, còn lửa để em thử cho cô chú nè. Để cái này nó xúc cái đầu chụp bogie cô chú ơi, nó mắc kẹt hay là nó xúc. Để em test lửa cô chú mình ở ngoài nha. Thôi em không dám đụng đâu, anh nhìn từng cái vụ của em. Rồi. Rất tiếc là em không nhìn thấy gì hết. Để nó đó. Rồi. Em không thấy gì hết. Mở bui thì nó có hơi, nó nặng quá khó giật quá cô chú. Nặng quá khó giật quá. Trời nó dữ quá. Không thấy gì chân trời. Nghỉ chơi luôn. Em không thấy gì, không em không thấy cái gì là cái gì chứ. Em không thấy lửa cô chú ơi. Mà em cũng cái này là xin nói thật tình chân tình cho cô chú nha. Bị mấy rửa. Mà cô chú thế để nó nước nhẹp cho như này. Rồi nên nhưng mà hiện tại thì em không thấy lửa, mà em không biết là nó có bị ướt cái chân IC hay là dít lửa gì không, em không biết nha. Thử không? Cái máy này là thiếu quá. Có lửa không? Giật tăng tăng mà nó có lửa. Giật tăng tăng mà không có lửa không? Cái này nước nhẹp luôn. Cái này kêu em cầm giật chơi được, cái giật mạnh nó giật cô chú mày, nó thùng á, giật là la làng luôn á. Lửa mạnh luôn. Lửa mạnh luôn. Vậy là nó có lửa coi chú mày. Bị nó bị ướt. Con ngon vô đây con cầm đấy. Okay. Nó giật tăng tăng mà nó không có lửa. Thì thử đây tăng không? Dữ. Rồi nói tôi thử rồi. Rồi cái này em bán cho cô chú là 1.000.000 bao ship cô chú. Máy này là tình trạng là có lửa cô chú ơi, có lửa là giật mình không có dám cầm giật. Nhưng mà chọt vô thì em nhìn không thấy. Máy này thiếu nắp xăng là 1.000.000 số 16 bao ship. Còn cô chú mua tại chỗ thì em tính cô chú 900.000. Quá dễ mua luôn. Trinh giờ nó đóng đô ở đây luôn rồi. Số 16. Rồi tiếp tục cô chú là số 17 cô chú. Là con Rubin, cái này cốt xéo luôn cô chú ơi. Hên cái lô này toàn cốt xéo không. Cabin AI14. Cái này máy này thì nó ngược lại, máy này thì nó đẹp nè. Cái bình xăng ngoài nó không đẹp nhưng mà cô chú nhìn trong nè. Nó chưa chóc hết nước sơn lót của cái bình luôn á. Cái này là xấu khoe mà đẹp dấu nè, đẹp dấu ở trong. Còn cái máy này lúc trước là trên đầu máy bắt điện cô chú, cắt nó còn cái đuôi chuột nè. Nhưng mà nhà cô chú mà có cái máy mà Honda 4 ngựa rồi đó mà nó bị hư đầu máy, hoặc là cái Robin mà mình kéo củ phát tầm cỡ khoảng ký 8 ha, tí gửi ký 8 mà hư cái đầu máy nổ á, mà đấu liền đuôi tua nhanh nha, thì cô chú mua này về gắn nó vừa đó. Rồi nhờ con test lửa cho cô chú đi con trai. Cái này trong củ phát điện nè, cái bộ khóa xăng nên ta còn
cái người này có tâm nè cô chú, ta rút ra nhưng mà ta chừa cái khóa này lên. Thanh kiều anh rất nhiều, I love you bạc bạc. Hồi đó học dốt, học dốt tiếng Anh, bây giờ nói nói được có mấy tiếng rồi cô chú ơi. I love you bạc bạc. Để cô tắt cái đèn lót rồi bao lửa con nha, bao lửa lửa sinh giận luôn. Cái này theo em đoán là 90% cô chú đổ xăng cho nó chạy. Cái máy này bị cái bình xăng nó còn mới quá. Dưới thông thường là em để những cái máy mà trong cái máy phát điện á là người ta rất ít xài cô chú, giống như ở Việt Nam mình thôi. Máy phát điện là khi nào cúp điện mình mới xài, có khi cả năm xài được chừng 2-3 lần à. Chứ bình thường mình đâu có xài, nó ngon hơn là có máy ngoài. Rồi nhờ con nhí xăng con test thử rồi. Có chỗ nào con xịt được không? Con dặn vô rồi luôn hả? Con nghiệp nhỏ quá cô chú ơi. Nói giấc này nhỏ bơ rồi. Mấy ngày nay không có rượu quá, làm như nó thiếu thiếu cái gì, làm như nó yếu yếu à. Phải không thưa? Thưa làm như dường như em thấy đi nào cũng nó nhậu ra hôi gịnh luôn á. Gì đó trời. Có nhậu không? Không hả? Thôi giờ mình nhậu đi. Em biết lắm mà, em nói cái máy này đổ xăng vô nó chạy mà. Cái bình xăng cô chú nhìn nó sáng rồi nè, bình xăng nó sáng rồi nè cô chú ơi. Trong máy phát điện cô chú, thường thường đa số trong máy phát điện ra là cái máy chắc ăn là 90% là nó ngon, chỉ 10% là khi người ta sử dụng ngay cái dùng nào nó bị giống như Ukraine vậy đó, bị Nga nó quánh vô mấy cái nhà máy sản xuất điện không, cái nào máy phát điện xài hết công sức. Nếu mà Ukraine mà sản xuất mà đưa máy phát điện qua cô chú đừng mua, bị máy nó chạy hết đát hết trơn rồi. Rồi cái này em bán cho cô chú là 1.300.000 em bao ship. Ta đến cô chú chú 2 đi con trai, chú 2 bao ship đi. Cô chú nhớ lưu ý nha, Ukraine mà đưa máy phát điện qua là hết công sức rồi đó. Không được à? Ukraine đưa qua bị cái dùng đó là Nga nó chơi quất ngay mấy cái nhà máy sản xuất điện không à. Rồi cái này là mã số 17 cô chú. Cái này là 18 nè. Cái máy này thì cái lốc quá trời mới luôn mà cái bình xăng là bị người anh lấy búa đọc hay gì không biết, quá trời vậy thưa ơi. Có giận gì nói nghe em. Thưa ơi gì coi chú, thưa gung như đập đùng. Móp méo quá trơn luôn rồi. Bô e còn coi chú, bô e còn, bô lửa còn. Mà có thùng xăng quá trời móp luôn rồi. Cái này có một cách, chỗ ở của em này có ông thợ này ông cắt cái này nè. Cắt cái này ông gò ra lại nhưng mà nó chóc hết nước sơn coi chú, ông hàng lại, thường thường là 150.000 á. Còn cô chú nào mà có cái máy giống Ebon vậy ha, Kubota. Cái này mấy em hết biết rồi, thì không thấy. Kubota này giờ mấy? G2 là được thấy, nhìn thấy con số 2. Sao lẽ này G30 rồi. Chắc 230 quá. Thường thường em nhớ này 230 cô chú ơi. 5G8 gì. Ở đây này, để G30 thì G20 phải. Coi. Cái này cô chú nào biết thì cô chú chỉ giùm em nha. Rồi nhờ con test lửa cho cô chú. G mò mò ta nhìn nó nhiễm em nữa rồi. Phải G mò đã gì thôi. G với mò. Nữa. Biết gì đâu. Đó anh mò nè nha, anh mò nè nha. Anh mò nó đừng có gợ nha thưa. Trời ơi. Gum ơi lấy cái dít gum ơi. Gum ơi. Để nhịn gặn một hồi là ra một quần luôn à. Dữ lắm rồi. Mày. Trời ơi.
200. Rồi lấy cái cây vít vặn nữa không chịu. Trời trời, trong luôn rồi cô chú ơi. Cây vít 200. Ủa sao cô mạnh dữ không? Thường thường nghe nói là mấy người có vợ nó yếu công lực, sao mày mạnh dữ mày? Không cày thôi chứ không gà. Thôi gì gì khỏi, mở con ơi, mở mồi bên của mình xăng đi. Đâu mà giữ vặn vậy vậy? Cái này có một sumo gai nào bên Nhật sumo gì gì mà vặn cái bu ghi gì dữ trời. Có lửa, có lửa, nghe có chặt đó. Rồi ok, dần thường ngậm họng xăng đi rồi mở boe ra bún đốt nhẹ không kìa. Nhìn giật đường múa lửa. Dạ mà thấy hai người ra đó. Trong cái cây luôn mà mở không ra, trời cái bugi mà giả mang dữ vậy. Nhìn nó còn cái bóng đèn này, bóng đèn mà chá bị bể. Cái lốc ngon quá trời luôn, có cái thùng xăng, cô chú nào có cái thùng xăng có cái cô bù ta này, cô chú gắn vô ha. Là cô chú chế cái bình đó, bình nó có bát sẵn. Con gai gì mở bu ghi cho con, có cái vít rồi kìa. Chứ không phải nó cộng cái vít luôn rồi, cái này nó giữ luôn đó. Rồi. Ý luôn. Rồi. Nghe không biết đâu có bu ghi. Nhận ra tham ghi khác chứ. Đông mới dứt luôn rồi. Đông mới dứt rồi. Lùa súng rồi bắn. Thôi giờ máu mù cô chú đi làm này ngồi hư. Hư tay chân thợ em chân. Vậy giật được luôn hả? Nó lội lửa qua đây luôn rồi nè. Chạy được đâu. Không chạy được đâu, xăng không vô đi chị. Gửi 200 đó. Rồi cái này em bán cô chú. Cô chú ơi không có dứt luôn rồi. Sửa luôn. Rồi. 21 rồi cưng ơi. 20. Nó là 20. Còn chỉ như có. Không dứt đó thôi. Sợ đầu bu ghi chưa nổi quá. Có sợ cái đầu mở cây mở bu ghi. Cái này có sumo gai xài thiệt nè cô chú ơi. Thôi chơi sức cho vợ đi thôi. Vợ em nó chờ đợi mỗi tối anh về. Mỗi tối anh về mà đêm nào anh có nằm sù co cho nó buồn lắm á. Rồi em bắn về cô chú nào. Nói chung cô chú có nào có lực, cô chú mở bu ghi này ra giùm em nha. Cái này ngay chân cái máy con sa bu gai bên Nhật nào mấy rồi. Cái gì đâu mà có bu ghi mà dân chi dữ trời. 20 vừa, 21 mới vừa. 21 mới vừa. 20 mới vừa. Vừa, nó vừa mà ngặt nó vừa. Mà nó dính cái cây. Dính à. Cái ngồi. Bẻ ngồi. Bẻ cái ngồi mới được. Mà bẻ ngồi lấy gì mấy, nó vừa. Rồi cái này em bán cô chú 1.3 bao ship cô chú ơi. Bó tay với người này thiệt chứ. Đó giờ chưa mình thấy luôn. Hay người sumo dặn này. 18 coi chú. Số 18. Bái anh luôn. Anh là sư phụ của em. Rồi này là số 19. Coi chú ơi cái văn ma 35 G35. Cốt xéo tua chậm. Rồi xúc cái chóp của bugi rồi cô chú ơi, xúc cái chóp rồi, xúc cái chóp rồi. Còn máy thì bô e em thấy còn nè, bô lửa còn nguyên si nè, bô e còn rất là mới luôn, bu ly theo máy còn luôn. Thùng xăng xét hẹt luôn, chắc ăn rồi. Ôi ơi xét quá trời luôn rồi, có lốp hết trơn.
Buồn ghê. Ở nhà nếu mà cô chú nào có cái máy gì nhờ cô chú tham khảo ha. Mua xe cua nên mấy máy này mua về phân xịn nữa cô chú. Nó mạnh dữ lắm, mình xài mình không có nhốt ruột. Không có công tắc luôn. Em không thấy gì chứ. Cái này có một dép không nha. Ủa. Này nó có dép không mà sao em nhìn không thấy nữa chứ chị. Máy nó còn liền lạc đủ độ sợ luôn. Thôi chú ơi. Mày không thấy gì chứ. Mày không thấy lửa củi gì. Không biết là bị này với em mới rửa nè, không biết là nó có bị mắc nước không nữa. Rồi cái này em bán cô chú chịu hai cô chú. Về cô chú tự xử cho em nha. Bình xăng con, bình xăng bự, bình xăng em, bình xăng anh thì em thấy nó đầy đủ chân luôn nè. Thiếu dập bugi. Mới rửa. Rửa rồi mát luôn. Sao dễ mát dữ vậy ta. Máy này giống em nè. Dễ mát. Rồi con cuối cùng của ngày hôm nay. Ngày mai số 19 cô chú. Ngày mai số 20 nè. 20 là một cái Sabergu. Cái này đường đường gác đầu máy xới nè. Nhưng máy này thì mất tiêu bình xăng nè cô chú. Mất bình xăng lớn nè. Con này cốt xéo tôi chậm cô chú. Đa số là nó trên sườn xới á. Rồi nhờ con test lửa cho cô chú mình đây. Cái này cô chú mua về chạy cho tôm ăn không thôi cô chú chế đồ á. Vậy này nó không có nhiêu tiền. Này nó rẻ. Nữa rồi đó. Quát miệng luôn hả? Có cái này có bình xăng là giá trị nữa, bình xăng với cái cục oxy nữa. Cái này mở ghi mấy cỏ nhìn ơi. Không phải à. Mấy cỏ. Qua nghe điện thoại mình kìa. Qua nghe điện thoại mình không? Không giờ đâu. Cái gì vậy trời, bị tổ chát 19 20 tổ chát cái gì ngộ vậy, ghi gì biết sáu rồi bớt anh luôn cho gửi em qua em ghi luôn á. Tới luôn rồi coi chú. Ôi da, má ơi. Dạ, nó giật em ơi. Này mới phát hiện là mất nết quá trời cô chú ơi, nó giật tăng nói. Tôi ước. Mày. Tại này em biết nó bể em mới làm gì cô chú chứ bugi xịn em không dám làm gì đâu. Tại bugi này nó hư rồi. Mà cái này nó ướt cô chú ơi, nó giật em. Nghĩ chơi mì rồi. Chơi kỳ quá. Vậy cái bugi này nó bể coi chú ơi. Cái này dù gì em bảo đảm cô chú nào mà đang buồn ngủ ha. Cô chú giáo bộ cầm cái bugi mượn giật nhẹ nhẹ thôi nha. Đừng giật mạnh coi chú. Mạnh cái có khi cô chú quạo cô chú quánh rồi kia luôn á. Cái này em bao lửa em bao giật cho cô chú mình luôn. Ui. Chết. Tỉnh ngủ luôn. Rồi cái này em bán cô chú là 750 em bao ship cô chú ơi. Anh tặng cô chú mình cái bugi khác nha. Bugi này nó không xong rồi. Bugi này nó xấu hơn em xa.
anh em tặng cô chú với Bugi nha. Rồi con 750 này là cũng là con cuối cùng trong video máy xăng ngày hôm nay cô chú. Em cảm ơn em cũng như cô chú rất là nhiều ha. Chào tạm biệt cô chú. Cảm ơn cho đẹp nha. Quá tươi luôn rồi nhìn ơi, đẹp trai dữ vậy trời. Chào cô chú.